Shop Trên Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì mình sau khi mình đăng combo lên là combo 6 món, giá là 485.000. Thì đã có rất nhiều đơn hàng được chốt nha anh em nha. Em lấy cho anh một đơn đi. Đây này anh em. Đây, đây là đơn hàng khác chốt nha. Mình sẽ che lại cái ha. Đây, đây này không, combo 6 món nè, 485.000. Thêm một đơn nữa đi em. Đây, mình thì rất là nhiều đơn, mình sẽ anh em tiếp tục. Đây, đây này anh em. Đó, combo 6 món là đi đều cho anh em nha, 485.000. Còn đâu? Nhiều lắm mà. Đây, đây này anh em. Này thì khách họ mua thêm ít đơn hàng nữa nha. Đó, combo 6 món này rất là nhiều nha. Đây anh em. Đó, combo 6 món nha, rất là nhiều cho anh em, thoải mái luôn. Thì anh em nào mà chúng ta cần thì anh em có thể quan tâm liên hệ với shop mình. Mình sẽ giới thiệu lại cho anh em một lần nữa combo 6 món này gồm những món gì. Đầu tiên là một bộ nhông xin nhĩ Honda Thái Lan nha. Đây, bộ nhông xin nhĩ Honda Thái Lan em ơi. Đây, một bộ nhông xin nhĩ Honda Thái Lan, giá là 330.000. Tiếp tục, một bộ bố thắng đỏ. Đây, một hộp bố thắng đỏ đây anh em nha. Một hộp bố thắng đỏ đây. Đây, một hộp bố thắng tồn kho Indo nha anh em nha. Bố thắng đỏ, tồn kho Indo nha. Cái hộp này là gồm hai bánh luôn, bánh trước bánh sau luôn. Rồi, một chống nghiêng rim Thái nha anh em. Một chống nghiêng rim Thái mã G5800 made in Thái Lan nha. Đây, chống nghiêng rim Thái này thấy không. Rồi, một cái cặp cao su gác chân trước nha anh em nha. Một cặp cao su gác chân trước cho rim quay này. Đó, cái này rim quay gắn được, đằng sau nó có chữ made in Thái Lan luôn này thấy không. Đó, cao su rất xịn nha. Và một dây xăng cũng như là một cái tin thấm nhớt nha, một dây xăng Thái có lọc màu đen, lọc cao su viền đen và chỉ đỏ nha anh em. Đây, dây xăng chỉ đỏ cho anh em nha. Đó, và một tin thấm nhớt. Tin thấm nhớt này có chữ G5 ở đầu luôn, rất là xịn sò cho anh em. Đây, tin thấm nhớt nha anh em, có chữ G5 ở đầu luôn đấy, anh em thấy không? Đầu này rất đẹp nha. Đầy đủ cao su cho anh em luôn. Đó, ok chưa? Thì một bộ combo 6 món như thế này, đây rất là nhiều luôn, cầm nặng trịch luôn. Chỉ có 485.000 thôi. Và giá gốc thì sáng mình có tính cho anh em là 875.000 nha. Giảm giá còn 485.000. Anh em nào cần có thể liên hệ với shop mình ngay. Số điện thoại 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Anh em vẫn ủng hộ cho mình nha. Thì mình sẽ show cái chương trình này kéo rất là dài luôn. Từ ngày hôm nay ngày 30 và 31 tháng 5. Cho nên là anh em thoải mái anh em mua nha. Mình thì show cuối tháng cho anh em. Gọi là vui vẻ. Anh em nào cần thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.